Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và hiện tại trước màn hình các bác đang xem đây là một bộ bàn ăn bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ. Bộ bàn ăn này thì với cái dáng bàn, với cái dáng ghế đó là dáng tần. Và mặt bàn thì em làm kích thước chiều dài là 1m97, chiều rộng là 97 phân. Và đây là một cái dáng bàn ăn mà em làm với những cái mức đầu tư nó rất là vừa phải. Và rất là nhiều bác thì cũng có đặt câu hỏi là bây giờ mà anh vẫn muốn sử dụng bàn ăn với cái chất liệu gỗ bên em làm, nhưng mà cái mức đầu tư thì nó sẽ phải chăng hơn, hợp lý hơn, khoảng độ hơn 20 triệu thôi. Thì có mẫu nào không ạ? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu bàn ăn này, là bàn ăn dáng tần. Nó rất là đơn giản các bác nhé. Các bác nhìn giúp em là trên những cái phần vách lưng của dáng bàn ăn này thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Những cái dáng ghế này thì rất là dễ lau chùi ạ, cực kỳ dễ lau chùi. Nhà mình chỉ cần luồn cái rẻ lau qua những cái khe này là đã lau được rồi. Nó không như là những cái dáng ghế bàn ăn hoàng gia, bàn ăn Louis thì nhiều khi là cái công đoạn lau chùi nó cũng sẽ vất vả hơn một chút. Nhưng mà nhìn dáng ghế nó đã được cái dáng ghế đẹp. Đấy, còn bàn dáng ghế này thì nó rất là đơn giản. Đó, em sẽ quay hết cả cái dáng ghế cho các bác xem nhé. Và đặc biệt là cái dáng ghế này thì rất là chắc chắn. Ngoài cái việc mà đơn giản thì nó còn rất là chắc chắn nữa, cực kỳ là chắc chắn và nhấc lên nó rất là nặng ạ. Đấy, đây là dáng ghế cụ thể của nó đây ạ. Và mặt bàn cũng như là cái dáng ghế này thì là những cái thanh gọi là thẳng thôi. Đấy, nhìn các bác nhìn này, nó rất là chắc chắn luôn nhá. Đơn giản chắc chắn, mà khi mà ngồi nó cũng còn thoải mái nữa. Bởi vì sao thoải mái ạ? Các bác có thể hình dung những cái chiếc ghế bàn ăn mà có những cái gọi là cái viền ấy. Nhiều khi cái viền nó viền ra ngoài này, tức là nó viền chồm ra ngoài này. Nhiều khi bây giờ mình muốn ngồi lệch chân sang bên này thì là không ngồi được. Hoặc là muốn ngồi lệch chân sang bên này không ngồi được. Riêng cái dáng bàn ăn này mình ngồi kiểu gì cũng ngồi được. Đấy, cứ ngồi một những cái dáng thoải mái là rất là hợp lý. Em thấy là khá là hợp lý với một cái mức đầu tư như vậy. Hiện tại cái bộ bàn ăn này thì em đang làm 8 ghế các bác nhé, 8 ghế chất liệu gỗ gõ đỏ và em đã hoàn thiện xong rồi. Các bác có thể nhìn thấy những cái đường nét sơn của bên em thì rất là bóng, cực kỳ là bóng. Sơn nhà em thì chỉ dùng sơn gọi là bóng 50 thôi, sơn bóng 50. Và chất liệu sơn thì em đang sử dụng là chất liệu sơn O7 hiện đại nhất hiện nay rồi. Và hoàn thiện sản phẩm cho các bác thì em sẽ làm đầy đủ 7 nước sơn. Bộ bàn ăn này em đang làm 8 ghế. Và cái mặt bàn này cũng là một cái mặt bàn rất là kích thước nó rất là phù hợp với kích thước chiều dài là 1m97, rộng là 97 phân. Đấy, và cái dáng bàn đây ạ. Đây là cái dáng bàn đây nhá, rất là hợp lý, các bác có thể nhìn thấy này. 8 ghế thì mình sẽ để 3 ghế ở hai bên chiều dài và 2 ghế ở hai bên cái chiều rộng như thế này. Đó, tổng cộng là 8 ghế, tổng thể cái hình ảnh bàn ăn như thế này ạ. Bác nào mà có quan tâm đến những cái mẫu bàn ăn khác, ngoài cái mẫu bàn ăn dáng tần thì em còn có mẫu dáng bàn ăn chữ thọ, nó cũng rất là hợp lý. Hai cái dáng bàn ăn này, hai cái dáng ghế này thì ở cái mức đầu tư nó sẽ vừa phải, nhà mình có thể đầu tư được. Đấy, và đặc biệt là em có tặng kèm theo kính các bác nhé. Đặc biệt là em có tặng kèm theo kính cho nhà mình đấy ạ. Miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.